Đi săn rồng đi anh. Dragon Age kỷ nguyên rồng game mới luôn á. Rồi, ok luôn. Đây, Dragon Age kỷ nguyên rồng đây. Hôm trước chúng ta vừa đi hóa thân thành mấy ông gọi là mặc khố, đi đánh mấy con ve sầu với cả trâu bò lợn gà các thứ. Thì hôm nay lại chuẩn bị sang đi săn rồng mấy anh em nhé. Áo thật đấy. Hiện tại thì mình thấy tựa game này là có nhiều quốc gia vãi trưởng luôn này. Anh em nhìn này, ôi ôi, Việt Nam này. Đây là bản Anh Global này. Tiếp theo đây như là Thái Lan này, Indo nữa này. Đấy, mình vừa tạo một quả nhân vật ở server 16 luôn anh em nhé, cho nó lộc lá này. Vào chơi thử tí xem như thế nào đây. Cũng căng thẳng đấy. Trong đồ họa cũng ra gì vừa này nọ anh em ạ. Nhưng cũng phong cách gọi là tiền sử luôn. À thế nó mới đều chứ nị. Cũng mặc khố các kiểu luôn. Pet các thứ luôn. Đây, hiện tại là cái gì đây? Mình thấy có 3 con rồng này. Nhập cốt các kiểu vào. Lúc nãy mình vừa vào nhập cốt rồi. Nhưng ảo ma Canada ở chỗ là cốt quái gì mà được 9 quả trứng chiêu mộ, thiếu đúng một quả nữa thì mới x10 được. Bực thực sự cái bộ cốt nha. Không thể tin được. Rồi, mặc thêm cái này nữa, có thêm skill mới này. Như thế mỗi con rồng ở đây thì cứ phải mặc cái trang bị gì đấy thì mới mở khóa skill anh em ạ. Ồ, ảo thật đấy. Thăm dò là tốn thể lực anh em nhá. Chơi thử đấy. Ừ, đội hình của mình ra trận được 6 slot nhưng hiện tại mới mở được 4 slot thôi. Và mình thì mới có 3 con rồng. À, phải đi chiêu mộ thì mới có. Thế nhưng mà bây giờ mình có 9 quả. Cố gắng kiếm thêm một quả nữa để vào x10 cho nó chất chơi nghỉ rơi. Ơ, cái con này giống trong Pokemon nhở anh em nhở. Ơ, ảo thật đấy. Con này giống con Kubo nè ở trong Pokemon ấy. Anh em nào hay chơi Pokemon là biết này. Phong Trầm Long. Mạnh vậy. Ảo thật đấy, có khả năng truy kích anh em ơi. Được nhở. Hợp lý nhở. Nhiệm vụ xem nào. Nhận thưởng luôn này. Được rồi, ok luôn. Nhập môn 2. Thăng hạng chức vị. Quả thăng hạng chức vị ở đây mình thấy đẹp phết anh em ạ. Đây này, mấy anh mà khó rồi trông được thực sự nha. Đồ họa con game này mình thấy hay phết anh em ạ. Trông là lạ đây này. Nó cứ bắt phải mua cái gì nó mới có quả trứng này anh em này. Nhập môn 2 được cái gì đấy. 30 năm long cốt tự chọn. Long cốt là cái gì. Nhập môn 3 là được 5 quả trứng này. Hợp lý này. Thế là đi làm nhiệm vụ thôi. Hai pet bất kỳ tiến hóa đến thơ ấu. Thơ ấu à. Đây là con rồng béo. Đây là rồng lửa mập anh em nhé. Hay phết đấy. Chơi trò này lúc nãy mình chơi khoảng 10-15 phút rồi. Trông được phết. Ra gì vào này nọ ghê anh em ạ. Không đùa. Nâng cấp được cái này không? À phải đến tiến hóa thì mới được cơ. Mình thấy em này mạnh này. Tốt nhất là cứ nâng cấp vào em này đi cho nó hợp lý này. Nhưng mà tiến hóa lên cần 200 quả trái ác quỷ à. Ôi, vãi cả trưởng tiến hóa. Nó giống trái ác quỷ đấy nhở. Ảo thật đấy. Buồn cười với cả trưởng luôn anh em ơi. Trong này một số con quái thì giống trong Pokemon. Còn một số cái vật phẩm nâng cấp thì giống trái ác quỷ trong con Pi. Không thể tin được. Ai vãi cả biểu. Ô, khoan. Boss à? Cái gì đây? Rồi thêm mảnh phong trảm long này. Ngon. Liệu rằng là có nâng cấp được lên không? Phong Trảm Long tiến hóa chưa anh em ạ. Tôi mình chẳng biết là cái à dùng để tăng sao này anh em này. Ồ, có tấn công tầm 1,5%, HP 1,5%, hợp lý luôn. Được nhỉ. Đồ giám nào. Phong Trảm Long. Đồ giám làm gì ấy. Đồ giám. À, kích hoạt đồ giám nhận được 30 cái vỏ sói anh em nhé. Còn lụm luôn chứ còn gì nữa à? Hợp lý luôn anh em ạ. Gia viên của mình đây. Gia viên của mình thì trong phần phúc lợi xem mà có nhận được cái quả chiêu mộ nào hay không đây. Nhận bù 20 thể lực này. Tiệc BBQ mới ghê chứ, hoạt động đặc biệt miễn phí được 20 cái vỏ sò. Thì lúc nãy nhận bù mất bố 20 cái vỏ sò ấy rồi. Chỗ cái gì? Xây dựng luôn này. Chợ à? Chợ trong này có thể mua được một số cái vật phẩm đúng không? Ui ôi, căng vậy. Chợ vỏ sò free này. À đây ơi, mua được một vỏ sò giảm giá 6% anh em ạ. Ôi rồi thực sự luôn. Mua một quả trứng nữa rồi. Thế là mình hoàn toàn có thể triệu hồi được x10 anh em nhá. Triệu hồi 199 lần nữa thì sẽ mở triệu hồi may mắn anh em ơi. Hy vọng ra rồng sử thi, rồng vàng, rồng cam, rồng các kiểu rồng đi. Đây này, có tím, có lam, có cam. Đây rồi. Em gì? Cực túi đấm bốc. À, ok. Còn em gì nữa không? À,
Con này là dòng sử thi luôn á. Con này là con chuột túi mà. Ảo thật đấy. Đâu để mình xem nào. Pet. Con này xem bộ skill là cái gì đây. Dòng chuột túi đấm bốc nhìn trông buồn cười vãi cả bìu luôn ấy. Ảo thật. 30 năm như nào nhỉ? Cái này thì sao? Khác gì? Có thể chọn chuyển hóa thành một loại long cốt bất kỳ dưới đây. Cái này thì sao? Gây 157% sát thương. Ô, nếu như năm càng nhiều thì chúng ta sẽ có nhiều sát thương hơn anh em ạ. Ơ, mặc luôn này. Hợp lý luôn nhỉ? Để bồi dưỡng lên tí xem nào. Tăng cấp đi. Ok, tăng cấp nhanh phát đi. À, cấp pet không thể vượt quá cấp nhân vật. Mình cấp bao nhiêu? Ủa? Tăng cấp. À, lên đến cấp 20 rồi anh em ạ. Đây, lên cấp 20 rồi anh em nhá. Hơi thốn tí, chưa quen. Anh em cứ bình tĩnh. Sắp quen đến nơi rồi. Ồ, dám. Ồ, đây. Con này thì được bao nhiêu kim cương? 20. Thêm phát nữa này. À, 20 vỏ sò, đúng rồi. Thời tiền sử thì lấy đâu ra kim cương đúng không? Chủ yếu là chúng ta phải dùng những cái vật phẩm khác có độ lấp lánh khá cao, ví dụ như là vỏ sò. Hợp lý luôn. Ủa, bay trận nè. Bay trận thì mình còn có thể cho này vào rồi. Wow, cuộc chiến ta lên đáng kể anh em ơi. Nhưng mà nãy giờ mình để ý là chưa mộ ra được mỗi em này là phẩm cam, còn lại là không có em phẩm tím nào luôn, toàn lam thôi. Ồ, ảo thế. Lưu trận hình một tí nhờ. Nhưng không biết là cái con pet mà mình vừa mới sở hữu được là con pet thủ hay là pet tấn công à? Đây, con này chắc là tấn công, hình cái dìu là tấn công mà. À, để mình xem lại pet xem nào. Đây, con này skill của nó là gì? Nộ này. Gây 157 xem xét thương cho mục tiêu hàng trước sau khi đi triển kỹ năng nộ khí. Thêm một lần 80%. À, được đấy. Có khả năng oánh thêm một lần nữa anh em ạ. À, hàng ngày này. Nhận luôn. Ồ, nhận thêm. Ồ, còn thành tựu là cũng có thể nhận được trứng anh em nhá. Ờ, cái này là cái gì? Quả ngẫu nhiên. Quả này dùng để làm gì nhỉ? Tăng cấp thân mật à? À, XP. Gia viên, tiếp tục xem nào. Nạp. VIP mua free. À, giảm giá 90%. Được này. Wow, ngon. Hoạt động đặc biệt có gì nào? Chọn gói quà free luôn nè. Ơi, khoan, mình vừa nhìn thấy 1500 vỏ sò đúng không? Kiếm thêm 500 cái nữa là mình sẽ có thể là sở hữu được X10 phát nữa đấy anh em ạ. Được của nó luôn. Thẻ tuần. Thôi, toàn là nạp thôi. Quay trở lại giao diện chính đây. Đi thăm dò thêm đi anh em ơi. Ơ, như nào? Ờ, mình thấy nạp đầu hình như là nạp đầu. Ủa, Phượng Hoàng Lửa luôn á. Căng vậy. Sau đây mình thấy cái giao diện giống cái con chuột túi đấm bốc vừa nãy nhở. Tiến thử xem em chuột túi đấm bốc của mình oánh đấm ra làm sao anh em nhá. Lộ mày luôn này. Dòng lửa mập. Ok, truy kích đi em ơi. Có đóng băng này. Phong chảm long một phát. Truy kích phát nữa. Rồi, chính ra mình thấy phong chảm long này hợp lý luôn này. Skill hơi bị được đấy. Xác nhận luôn. Mình đang ở 2.5 rồi. Mình nhớ không nhầm là 2.2 là khi mà vào chiến đấu rồi mình có thể trở về giao diện màn hình chính ấy. Đây này, Kubone ở trong Pokemon này. À đúng rồi, mình có thể trở về giao diện chính nè. Đấy, hợp lý, tiết kiệm được thời gian rồi. Trong lúc mà nó đi chiến đấu thì mình có thể là vào đây để nâng cấp tướng các kiểu, nâng cấp pet các thứ. Pet. À, thêm phát tiến hóa nào. Đây rồi, khá quỷ nha. Khủng long của mình, pet của mình có thể tiến hóa bằng trái ác quỷ. Học thêm được một skill nữa. Ok luôn. Hết. Tính nè. Tiếp tục là thăm dò. Ô, nó không tự động à. X2 này. Nhanh đấy. Thăm dò. Ủa, hưu. Cái gì đấy? Hưu sấm sét. Nhận được thêm một em từ mới à? À, một em pet mới nhỉ. Này, ok này, 5 slot luôn. Và em pet này như là pet thủ, đúng rồi.
hết thủ hoặc là hỗ trợ, cho nên là xếp vào hàng đầu nha anh em ơi. Crew sớm xếp có vị trí long cốt đã mở khóa, mặc long cốt. Đúng rồi, mặc long cốt đi, 10 năm thôi đó cũng là ok rồi. Bồi dưỡng này, tăng cấp phát nhỉ, tăng cấp nhanh đi đó, lý hợp lý hợp lý. Tiếp tục là tiến hóa lên, có thêm một cái skill, mặc thêm cái long cốt nữa. Bắt đầu quen rồi anh em ạ. Ok ngay, chơi một lúc bắt đầu dần dần quen là thấy nhẹ nhàng hơn rồi. Được các nhỉ, nếu anh em nào mà thích cái thể loại gọi là nuôi pet, đội hình toàn rồng với cả thú thiết các kiểu như thế này và chiến đấu nó cũng một dạng kiểu Pokemon ấy nha, thì anh em có thể vào trải nghiệm một game này nhá. Và anh em nào mà chơi game ở trên PC thì có thể ấn vào đường link tải game ở dưới phần mô tả nha. Còn nếu như anh em mà chơi game ở trên điện thoại ấy, thì điện thoại Android thì có thể lên CH Play, hoặc là iPhone thì anh em có thể vào App Store và tìm kiếm từ khóa là Dragon Egg. Kỷ nguyên rồng anh em nhá.